Xin chào mọi người, hôm nay thứ 6 và chúng ta quay lại với chuyên mục kinh dị. Tuần này chúng ta không recap phim nào cả, mà tôi sẽ nói về thứ mà bạn đang không có, không phải là người yêu, mặc dù là bạn không có thật. Thứ tôi đang nói đến ở đây là một bộ phim kinh dị thực sự ở ngoài rạp, một cảm giác lạnh dọc sống lưng mà không phải do điều hòa. Và tháng 7 tới, điện ảnh kinh dị đón chào một cái tên đầy tiềm năng, Insidious phần 5, The Red Door, thuộc loạt phim Insidious, hay còn được biết đến với tên tiếng Việt là Quỷ Quyệt. Cho bạn nào chưa biết thì là phim Insidious bắt đầu từ năm 2011, tính đến nay đã có 4 phần phim với tổng doanh thu là hơn 542 triệu đô trên toàn thế giới với chỉ 26,5 triệu đô kinh phí. Insidious đang là một trong những series phim kinh dị thành công nhất, đặc biệt là trong năm nay. Phần 5 của loạt phim đang có thể sẽ là phim kinh dị chiếu rạp hay nhất năm. Đối thủ cạnh tranh với nó là The Conjuring 4, Last Rite. Cả hai phim đều thuộc những series phim kinh dị nổi tiếng. Mặc dù là cả hai series phần sau tệ hơn phần trước, nhưng mà chắc chắn là sẽ có được sự chú ý của mọi người. Hai bộ phim này tôi chưa biết bộ nào sẽ thành công hơn, nhưng chắc chắn là Patrick Wilson sẽ vớ bẫm hơn cả Lý Hải và Trấn Thành, vì anh là nam diễn viên chính của các phần The Conjuring, nam diễn viên chính của hai phần đầu Insidious, kiêm đạo diễn của phần 5, và dự đoán anh cũng là nhân vật quan trọng của phần phim sắp ra rạp này. Quay trở lại với bộ phim chính hôm nay, Quỷ Quyệt 5, tôi sẽ cùng anh chị em xem trailer có cái gì. Tất cả những gì tôi nói sau đây sẽ là những thông tin được tôi tổng hợp từ nhiều nguồn, cùng với suy đoán cá nhân. Nên là nếu mà tôi thiếu sót hoặc là mọi người có ý kiến khác thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Ok, bắt đầu rồi. Đầu tiên là từ cái tên, The Red Door, chiếc cửa đỏ. Nó là hình ảnh xuất hiện xuyên suốt các phần phim và gần như không có quy luật nào cả. Vai trò của nó là kết nối thế giới thật và The Further. Cánh cửa này có vẻ giới hạn thực thể đi qua nó. Nếu không thì ma quỷ bên The Further đã tràn hết sang thế giới người sống rồi. Vì lý do nào đó, những người có khả năng xuất hồn như Josh và Dalton lại thoải mái đi qua cánh cửa. Và đấy cũng là lúc mà ma quỷ cảm nhận được và chúng đi theo về thế giới thực. Vậy thì giả thuyết là lý do ban đầu cánh cửa không qua được là do nó bị khóa. Alice có thể chính là người đã mở chiếc cửa đỏ khi còn bé, do bị con quỷ chìa khóa dụ dỗ. Đấy là sự kiện xảy ra trong phần Insidious 4. Từ thời điểm đó trở đi thì cánh cửa đã dễ qua lại hơn. Đấy là lý do mà Josh, Dalton hay bất cứ ai có khả năng xuất hồn đều dễ dàng đi đến The Further. Và những con quỷ cũng tự do đi lại mà không cần dụ dỗ kẻ nào đến mở cửa nữa. Chính vì thế mà sứ mệnh của Alice là đi giúp tất cả mọi người. Đến chết vẫn phải đi giúp đỡ nhà Lambert như trong phần 2 để giải quyết những vấn đề mà bà tạo ra. Phần 5 đặt tên là The Red Door, có thể chỉ các nhân vật sẽ đi đến The Further nhiều hơn, sâu hơn, tìm hiểu nhiều bí mật về nó hơn, chỉ là không biết cánh cửa có khép lại được hay không. Về phần nhân vật, sau khi nhân vật Alice lỡ bị khai tử ở ngay phần 1, khi đang giúp đỡ cho gia đình Lambert, mà người xem thì lại rất thích thú nhân vật bà đồng này. Thế nên nhà sản xuất đã đưa ra một quyết định vô cùng hợp lý, đấy là quay về quá khứ, đưa Alice làm nhân vật chính cho phần 3 và 4. Chuỗi phim Insidious thì hay có những chi tiết nhỏ kết nối các phần lại với nhau, thế nên là nếu mà anh em chưa xem, không nhớ hoặc là không có đủ thời gian cày lại phim, thì The Reviewer đã có series Insidious không hề đáng sợ. Bấm vào kênh và tìm lại ngay thôi. Đến phần 5, chúng ta quay trở lại với gia đình Lambert với mốc thời gian là 10 năm sau. Một điều thú vị là Insidious 5 ra mắt cách Insidious 2 đúng 10 năm. Không biết đó có phải là ý đồ của nhà sản xuất hay không. Cuối phần 2, Josh và Dalton đã quyết định xóa trí nhớ để quên đi khả năng xuất hồn và rời xa những sự kiện thần bí. Có thể là do hai lần can thiệp vào đầu óc, trí nhớ của Josh bắt đầu gặp vấn đề. Thế nên có cảnh anh phải luyện tập để nhớ mặt các thành viên trong gia đình. Cũng trong cảnh đó, chúng ta thấy những con ma vẫn bám theo và tấn công Josh. Anh đã cố gắng chịu đựng suốt nhiều năm. Josh có thể đã lựa chọn chủ động rời xa gia đình để bảo vệ họ. Bằng chứng là không có cảnh nào mà Josh xuất hiện cùng với gia đình trong nhà cả. Quyết định này khiến cho mối quan hệ của Josh với Dalton bị tệ đi. Trong trailer chỉ có duy nhất một cảnh đầy đủ gia đình Lambert, đấy là ở một đám tang. Thế thì ai là người đã chết? Có 4 nhân vật không xuất hiện trong trailer: Carl, nhà tâm linh chơi xúc xắc, hai anh trợ thủ và Lauren. Alice thì đã mất từ lâu. Nếu mà là hai anh trợ thủ thì phải hai cái áo quan mới đúng, mà đấy là trường hợp mà cả hai cùng tèo một phát. Carl thì không hợp lý lắm. Người khả thi nhất là bà nội Lauren. Theo tinh thần của bộ Insidious thì có thể đoạn đánh nhau cuối, Lauren sẽ lại xuất hiện như một vị thần, đấm vào mặt con ma và hết phim. Lauren mất thì có nghĩa là người còn lại nhớ tất cả mọi thứ là Renai. Có thể bà mẹ sẽ là người gỡ nút thắt của phim, nói ra bí mật chưa được tiết lộ của gia đình Lambert, có thể liên quan đến những bức hình này. Rõ ràng là chúng khác với những bức ảnh từng được đưa ra trong Insidious 1. Josh trong bức ảnh này thì trông rõ ràng là lớn hơn, nên chắc chắn nó ở thời điểm khác. Và có thể là con ma khác, không phải là người đàn ông mặc váy đen. Hoặc là không, ai mà đoán được cái bọn đàn ông mặc váy thì nghĩ gì. Quay lại với Dalton, cậu lúc này đang theo học ở một trường nghệ thuật. Cái này khá là hợp lý vì cậu đã tỏ ra có năng khiếu từ bé. Lúc mà vẽ lại quá trình phiêu lưu xuất hồn khiến cho Josh nhìn một phát là hiểu ngay con trai đang gặp vấn đề gì. Dalton thì nhớ được cái thời gian nằm liệt giường lúc đó, nhưng không nhớ vì sao lại thế. Đấy là do bị thôi miên xóa trí nhớ trong các phần phim trước. Cơ mà với một lý do nào đó mà trailer chưa tiết lộ, hoặc chỉ đơn giản bởi vì cậu là một thằng người mỹ máu chó, Dalton bắt đầu hành trình tìm lại ký ức và lựa chọn cách thôi miên bằng điện thoại với sự giúp đỡ của cô bạn đại học này. Lúc đó khả năng xuất hồn lại trỗi dậy,
kéo Dalton vào The Further một lần nữa. Cánh cửa đỏ bắt đầu xuất hiện trong bức vẽ của Dalton. Khi xâm nhập vào The Further, Dalton đã đi xuyên thời không và thấy được quá khứ lúc George bị nhập, giơ búa lên định đánh cậu. Phân cảnh này thì mặt của Dalton cực kỳ hoảng sợ. Có thể con quỷ biết được ham muốn của Dalton nên lừa cậu đi cảnh mà nó tạo ra. Nghĩa là đoạn này Dalton đã thấy bố phang thẳng búa vào đầu cậu. Con quỷ còn đưa ra một số đồ quen thuộc trong quá khứ, như là cái điện thoại lon mà Dalton dùng để gọi điện với em trai trong phần 2, cũng là thứ mà cậu dùng để đánh dấu đường về khi đi cứu bố, để gợi sự tò mò của Dalton rồi tìm cách bắt cậu. Sau hàng loạt những khám phá đó mà chắc chắn là bị dọa cho sợ vãi lều, Dalton đã quay về để hỏi ông bố mọi việc. Lúc này George mới nói ra việc bị ám suốt 3 năm qua, nhưng mà chính anh cũng đâu có còn nhớ cái gì, thế nên là hai bố con đi tìm Renai để hỏi và biết được bí mật đằng sau mọi chuyện. Tôi đoán là sau đó thì cả hai sẽ đi tìm sự trợ giúp. Đấy sẽ là lúc mà hai anh trợ thủ của Alice lên sóng. Cả hai có thể đã tìm thấy một video của Alice đưa ra giải thích và cách giải quyết vấn đề. Hy vọng lần này vai trò của Alice chỉ dừng lại ở đó, không tham dự trực tiếp vào câu chuyện nữa mà chỉ đưa ra lời khuyên. Alice từng nói được đến một nơi tốt hơn, chắc là thiên đàng. Nhưng nếu trong phần này bà cảm thấy gia đình Lambert cần sự giúp đỡ nên lại đến The Further, thì chẳng nhẽ qua 10 năm trong phim lẫn 10 năm ngoài đời mà Alice lại xuất hiện và lý do đó thì chán vãi trưởng. Sau khi nhận được lời khuyên của Alice, bố con George đưa ra quyết định chấm dứt mọi chuyện nên cùng nhau đến The Further. Sau đó tình tiết phim sẽ là một rổ jump scare, Dalton và George bị đánh như chó, rồi Lauren xuất hiện để con tao yên, để cháu tao yên, mày sẽ phải trả giá vì bám theo gia đình của tao 50 năm trời, và bà đập cánh cửa hay gì đấy. Đùa đấy, đừng như thế. Sau nhiều lần tìm cách trốn thoát khỏi những con quỷ trong The Further mà không hề hiệu quả, phần 5 có thể đưa ra cách để đối đầu và đánh bại con ma, giống như phần 3 và 4 đã làm. Hoặc là không, để mà tiếp tục làm Insidious 6, 7, 8, X và XX Max. Cá nhân tôi thì hy vọng rằng là phim sẽ có một cái điểm nhấn cảm xúc, ví dụ như là George hy sinh để cứu con trai chẳng hạn. Rõ ràng là phần này sẽ nhấn mạnh về tình cha con và hàn gắn tình cảm của George cùng với Dalton. Thế thì sự hy sinh của người cha để lại bài học lớn cho thằng bé con sẽ quá là hợp lý, và để lại cho khán giả cái để mà nhớ sau khi xem phim. Vậy thì lần này con quỷ nào sẽ xuất hiện? Trong trailer thì xuất hiện rất nhiều ma quỷ quấy phá cha con George, nhưng đa số là diễn viên quần chúng ở The Further. Giống như phần 1 và 2, tác dụng của chúng chỉ có quấy phá thôi. Còn kẻ thù thực sự của cha con George là ai? Trong một cảnh quay, có một cánh tay vươn ra, giống hệt vết thương của Alice lúc giúp đỡ George hồi còn bé. Vậy ứng cử viên đầu tiên là con ma đàn ông mặc váy, nhưng nó đã bị đánh bại khá nhiều lần. Ở phần 2 thậm chí là đánh đến cả ổ bên thế giới The Further, thế nên là khả năng xuất hiện của con ma này nó không cao lắm. Một cảnh khác thì có bàn tay máu trên đệm, giống với thứ từng xuất hiện trên giường của Dalton khi cậu hôn mê. Ứng cử viên thứ hai sẽ là con quỷ mặt đỏ. Bài hát mà con quỷ này bật lên trong hang ổ ở cuối Insidious 1 cũng được vang lên trong trailer. Hành trình đến The Further có cảnh Dalton đến một hành lang dẫn đến hang ổ con quỷ. Ngoài ra thì còn có cảnh mà cậu bị xích vào chân và kéo lê, giống y hệt cách mà quỷ đỏ giam giữ cậu ở phần 1. Và lý do thuyết phục nhất là con quỷ đỏ đã xuất hiện trực tiếp trong trailer. Có vẻ như bọn ma quỷ này cực kỳ thù dai, quyết tâm không bao giờ bỏ lỡ con mồi. Giống như con quỷ váy đen đã đi theo George từ bé đến lớn, thì con quỷ đỏ này cũng nhất quyết bám theo Dalton tìm cơ hội để chiếm lấy thằng bé, cũng có thể là để trả thù. Vừa rồi là toàn bộ những gì tôi thấy được trong trailer. Mọi người thấy tôi nhầm lẫn đoạn nào hay có ý kiến khác thì hãy comment bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Tôi là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại ở rạp phim tháng 7.